Đây là em Green. Á trời ơi. Nó cắn mình nè. Giật mình. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của mình. Bây giờ mình lu bu đi làm các bạn nên không có thời gian quay clip cho các bạn coi. Thì hôm nay mình được nghỉ, mình sẽ quay clip cho các bạn coi hen. Như ở clip trước á, các bạn biết là mình cũng có cái sở thích là nuôi ếch Pacman. Mình thích sưu tập ếch á, tại vì cái dòng ếch Pacman nó nhìn nó lạ, với lại cái màu sắc nó sặc sỡ, nó nhiều màu các bạn, nó nhìn nó dễ thương nữa nên mình thích sưu tập nó. Thì lúc đó một người bạn đã tìm cho mình được ba em. Ở clip trước các bạn coi là một người bạn đã tìm cho mình được ba em ếch. Sau đó thì mình bạn nó cũng gửi mình thêm một con nữa, nên bây giờ hiện tại là mình cũng có được bốn màu rồi, bốn màu ếch. Thì hôm nay mình sẽ quay clip về cái bộ sưu tập ếch của mình cho các bạn coi nha. Ok, đây là cái bộ sưu tập ếch của mình nè các bạn. Đầu tiên là em Albino. Đây con này là con lớn nhất trong đàn. Albino các bạn, vàng rực rỡ. Kế đến là em Green. Nãy chờ nó giảm tiêu rồi. Đâu ta? Yên cơ. Ê. Bắt tụi này cẩn thận nó nhảy mất tiêu. Đây là em Green. Chờ giờ lại. Còn đây là nhóc cute của mình, trời ơi. Tụi nó nhảy ghê thiệt chứ. Rớt ra ngoài là xong luôn nghe. Đây là em Red. Màu đỏ các bạn. Camera mà lên màu thì không có tốt, nó nhìn nó. Chứ ở ngoài nó đỏ lắm. Để mốt ráng đầu tư mua camera nó rõ rõ quay cho các bạn coi ha. Đây em Red. Cho đến em mới về của mình đây. Ui da, chết. Mẹ này mẹ nhảy kìa. Ấy, trời ơi, nó qua đây rồi. Không được, được. Tụi này mà nó ở gần nhau nó dễ dập thể lắm. Ý, nữa. Sợ nó nhảy được quá. Đây, còn đây là em sô-cô-la. Mình mới lấy về. Cũng là tương đối lớn. Nhìn đẹp các bạn ha. Đó, biết ngay mà. Còn đây là cái con heo của mình. Đây là con mẹ bun. Ui trời. Đây là con bun. Đưa ra sáng cho các bạn coi. Ê, gì vậy? Con rùa điên này. Cái này mà chỉ cần nó rớt xuống một cái là xong game liền luôn á. Quên chứ. Thôi đưa chăm đi. Đây là em ếch bun. Chọn quay. Rồi vô chuồng. Thì hôm nay cũng tới đợt mình thay nước cho mấy em Pacman của mình rồi. Trung bình là tầm 2 ngày mình sẽ thay nước cho nó một lần. Vì nó sẽ đi vệ sinh đó các bạn, nó tè ra nè. Nó tè ra rồi cái da nó thay trong nước nữa. Chính vì vậy phải thay nước nó thường xuyên. Thì thường là 2 ngày mình sẽ thay nước cho tụi nó và cho tụi nó ăn. Bây giờ mình sẽ thay nước cho tụi nó nha. Để hốt ra ngoài kia cái đã. Đầu tiên là em sô-cô-la nè. Sô-cô-la. Mình sẽ cho nó vô cái ca nhựa này. Đó, bỏ vô. Mình dễ làm việc. Tại tụi này nó ăn xong nó ị á các bạn. Nó ị rồi nó tè nó đầy đây nè. Mà tụi này cái da nó còn nhỏ á, nó nhạy cảm á. Nên mình để ý mình thay cho nó. Thì như nãy mình có nói á, tầm 2 ngày mình sẽ thay cho nó một lần. Để cho nó vệ sinh các bạn. Các bạn cho ít nước thôi nha, không cần nhiều nha. Tụi này nó không cần nhiều nước đâu. Đó. Đơn giản vậy thôi, một em. Rồi, cho qua một bên. Em thứ hai, đây là em Red. Một cái cam đâu. Red ở đây, Red ơi. Nhưng mà bà cố luôn. Đừng có nhảy nghe.
Đây là em Red. Ui trời. Ghê thiệt chứ. Các bạn coi nó ị nè, dơ nè, đầy luôn nè, không? Vì phải năng vệ sinh cho nó, chứ không nó sẽ nó viêm da các bạn. Tại cái nước nó dơ, nó nhiễm khuẩn nè, nó dơ dễ nhiễm khuẩn lắm. Rồi nó sinh ra bệnh viêm da rồi. Cái size nhỏ mình phải cẩn thận chút, size lớn thì đỡ hơn, size lớn nó có đề kháng đỡ hơn. Còn tụi nhỏ là nó cẩn thận chút. Nuôi size baby vậy á, nó hơi cực. Nhưng mà các bạn nhìn được cái quá trình phát triển từ nhỏ lớn nó rất là hay nha. Đó, em Red. Rồi, ui cha, mình đụng camera hoài. Qua một bên. Đây là em Green. Đây là em Green. Á à, trời ơi. Nó cắn mình nè. Giật mình. Nó dùng cái lưỡi nó liếm á. Nó thử mình là mồi, nó là dùng cái lưỡi nó bắt cái tay mình. Thì nó không có đau tí nào đâu, nhưng mà nó sẽ gây cho mình cảm giác là giật mình hết hồn thôi. Đây em Green. Nhìn ghét không? Chơi lại, chơi lại. Cho qua một bên đi. Dưa hầy nè. Đó, lau nhẹo cái đổ vô là xong. Nói chung rất là đơn giản. Nhưng mà nên làm thường xuyên nha. Vì nó size nhỏ mà các bạn không để ý á, nó mà dơ, nó viêm da mệt lắm. Bệnh tùm lum. Rồi, cho chút xíu nước vô. Xong, một em nữa. Đây là em Albino. Lớn nhất trong đàn của mình đó. Lớn nhất trong cái đám Batman thôi nha. Trời, cái bụng đó. Cho qua một bên. Giờ đi cu. Con này lớn cho nhiều nước xí. Qua một bên luôn. Hay da. Còn đây là con heo của mình. Bullfrog. African Bullfrog, ếch bò châu Phi. Nhìn như cục bông các bạn. Cục bông nước. Rồi, cho bạn bên. Con khỉ này thì mình không có dùng bung lọc. Mà con này là mình dùng cái tấm lưới mình để lên, để tránh cái tình trạng mà nó bị bè cái chân nó ra. Nó nằm riết cái chân nó bị bè các bạn. Cái chân nó bị bè là con ếch nó sẽ bè hai cái chân ra này. Bè ra vậy. Nhìn rất là xấu. Vì cái môi trường của nó trơn quá, nó không có chỗ để nó bám. Thì để tránh tình trạng đó, các bạn mà khi mà nuôi tụi bull á, các bạn bỏ miếng lưới vô nha, cho nó có chỗ nó bám. Chúng mình đang có lưới nè, mấy chục ngàn. Xong. Riêng con bull á thì mình mới cho ăn rồi, nên mình không dám ăn nữa. Hôm nay mình sẽ cho tụi Pacman ăn. Tắm đi, tắm đi, tắm đi con, tắm đi con, tắm đi con. Mấy hồng, mấy hồng. Mấy hồng, mấy hồng. Hồi nãy mình đi mua cá chép. Mà cái chỗ đó, cái size mà size lớn các bạn, còn ít quá. Còn được có mấy con à. Ok, có nhiêu xài nhiêu. Đó, mình lật 5 con về. Thì cá chép size lớn này á, là mình sẽ cho con Mata Mata của mình ăn. Đây, xéo vô đây. Nước lũ rồi 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 này. Các bạn thấy không, nó mới đớt cái bạc nha, nhanh giả mang luôn. Mẹ đói bụng bữa giờ rồi.
tốc độ ăn của Mata rất là nhanh, nó mở cái mồm nó ra, nó mở miệng ra, nó sẽ mở miệng ra, nó hút con mồi vô, xong nó phun nước ra nhanh lắm. Để bữa nào mình canh nó ăn mình quay chậm cho bạn coi nha, chứ mình thường là mình hay giục cá vô, rồi khi nào mà hết thì mình lại lấy nó nữa, mình bỏ nữa, mình ít khi nào ngồi coi nó lắm. Còn đây là size nhỏ, thì cái size nhỏ này là mình để dành cho tụi Pacman ăn nè. Bởi vì mình sẽ bắt cho mấy em Pacman mình ăn hè, để bưng cái thùng ra đã. Rồi đầu tiên là em Red của mình. Ở cái size này các bạn cho nó ăn cá nhỏ thôi nha, đừng cho ăn cá lớn. Ôi trời, con này nó táp kìa. Tụi Pacman nó không ăn lắm. Đó, ăn liền luôn. Lựa cá nhỏ nhỏ cho nó ăn thôi. Rồi khi nào thấy nó tiêu hóa rồi hẳn cho nó ăn nữa nha. Chứ tụi này nó còn nhỏ, đừng cho nó ăn nhiều. Ở size này mình phải cẩn thận, cho nó ăn một con thôi. Rồi, tới em khác. Đây là em Green. Để mình bắt cho nó một con vừa mồm nữa coi. Đi, ăn rồi con. Ôi trời ơi, giật mình nó luôn á. Nó còn ngậm trong miệng nữa kìa. Nó ghét không? Đây thêm một em nữa. Trời ơi, không ăn ghê. Tại con này nó lớn nên mình cho nó ăn hai con. Đợt này mua trúng cá size nhỏ quá. Ôi bụng nó phải xuống rồi kìa. Rồi xong. Rồi bây giờ tới em Sô-cô-la. Ôi ôi, cái họng nó kinh khủng. Đợt này mình mua cá này sao nó nhỏ dữ vậy? Nhỏ xíu luôn. Cái này chắc ăn 3 con mới đủ. 1, 2, 3, 4. Rồi. Trời ơi, nó đang ngậm con kia trong miệng, nó mới ăn tiếp. 3 con thì cũng chưa bỏ vàng gì. Chắc thêm 1 con nữa ba. Bắt thêm. Bắt thêm một con nữa. Thôi ăn nhiều quá nó ói đấy. Thêm một con nữa nha. Trời ơi khó bắt quá. Rồi. Bắt chi mà bắt hai con rứa. Bắt một con. Chỉ là một con thôi. Rồi. Con nó không bự. Ăn đi. Nhâm nhâm nhâm. Nhâm. Rồi, xong. Bé cuối cùng. Giờ tới em. Ui. Con này mà cá này thì bao nhiêu con cho đủ? Cá mà đủ cái nó chạy. Ơ, trời ơi, nó ăn luôn cái nhíp của mình rồi. Nè. Cá nhỏ quá. Nè. Nữa nè, nữa nè.
Đấy. Chắc được rồi đó. Cũng được được rồi đó. Cũng tròn lắm rồi. Các bạn cho tụi này ăn á, các bạn nhớ coi nó có tiêu hóa được không nha. Thì khi mà theo mình nó tốt nhất là nó ị rồi á, nó tiêu hóa rồi á, các bạn không cho nó ăn nữa. Bây giờ tụi này nó dễ bị cái bệnh gọi là sinh bụng á, nhất là sai baby. Vậy nuôi sai baby nó cũng hơi cực một xíu. Theo mình đánh giá thì tụi này là một loại thú cưng rất là dễ thương nha. Nhìn đẹp nè các bạn, màu đẹp. Ây da, ây da, ây da, khen mà. Đa dạng, nhiều màu sắc, nhìn rất là cute. Đó, nhìn mặt, cái mặt rất là cute. Có điều với lại các bạn nuôi, đừng có nuôi mà nó ở chung với nhau. Nó dễ hợp thể với nhau lắm. Lịch sai là nó quất nhau liền á. Nhìn rất là dễ thương hen. Mới ăn thì không nên vận ở những... Trời ơi, nói nhảy em mộng. Nó mới ăn thì chúng ta không nên bế nó nhiều, để cho nó nghỉ ngơi, để nó tiêu hóa. Chứ nó không tiêu hóa được thì nó không tốt cho sức khỏe của nó nha. Rồi, thì video hôm nay là mình giới thiệu với các bạn về cái bộ sưu tập ếch của mình. Đây, các mấy bé ếch của mình để mình gom gom lại. Trời. Những em Bachman rất là cute, không ai que. Còn em Pitbull thì mình cho lên kệ rồi. Bốn em bốn màu. Mình sẽ làm nhiều video về tụi này cho các bạn coi nha. Còn bây giờ mình dừng video tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. À, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Đó là động lực để mình ra thêm video cho các bạn coi nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.